Lăng Hồng Việt, thôn 9, năm 2024. Ngài ông thầy chứ. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng lễ khánh thành cầu Tam Hồng Việt năm 2024 thành công tốt đẹp. Sau bao nhiêu ngày, đội ngũ chính cả toàn thể nhân dân chúng ta đã cố gắng hết sức mình để xây dựng một chiếc cầu rất là hoành tráng, khang trang bằng công sức và sức lao động của tất cả. Người có ít chúng ta đóng góp ít, người có nhiều chúng ta đóng góp nhiều. Vui lên bà con ơi, vui lên mọi người ơi. Rồi.